thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Thời gian qua, các cấp công đoàn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã triển khai nhiều phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu là phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Từ đó tạo động lực cho công dân, viên chức lao động thi đua lao động sản xuất sáng tạo trong công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm 73 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc ngày 11 tháng 6 năm 1948, ngày 11 tháng 6 năm 2021. Đây là lốp đặc chủng công trình Radian toàn thép quy cách 14.00R25, được nghiên cứu sản xuất thành công, đưa ra thị trường vào tháng 11 năm ngoái. Đây là đề tài nghiên cứu cải tiến kỹ thuật điển hình của doanh nghiệp này. Ưu điểm nổi bật của lốp Radian toàn thép là ít sinh nhiệt, chịu tải cao, chống cắt, chém tốt, vận hành êm ái, an toàn, ít tiêu hao nhiên liệu, độ kháng mài mòn cao, tăng tuổi thọ lốp. Theo nhóm nghiên cứu đề tài, thì công trình nghiên cứu này có ý nghĩa rất lớn, chứng tỏ sự tiến bộ vượt bậc về trình độ kỹ thuật của công ty. PC hiện tại là có cái dây chuyền sản xuất lốp Radian toàn thép, nhưng mà là sản xuất lốp xe tải. Thì các giới hạn của thiết bị chỉ sản xuất được tới cỡ vành lớn nhất là 24 inch để dùng cho xe tải. Còn cái lốp đặc chủng thì cỡ vành yêu cầu là 25 inch trở lên. Thì DC với các thiết bị hiện tại, các giới hạn tại thì chưa thể sản xuất được. Nên mục tiêu đặt ra là trên cơ sở các trang thiết bị hiện có thì DC phải nghiên cứu sản xuất cho được cái lốp đặc chủng quy cách 14.00R25 có thể đáp ứng được các yêu cầu sử dụng trên các công trường mỏ thì theo đúng cái kết cấu là Radian toàn thép. Công ty cổ phần cao su Đà Nẵng là một trong những doanh nghiệp rất điển hình về phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo của ngành hóa chất Việt Nam. 5 năm qua, doanh nghiệp này đã có khoảng 700 sáng kiến, làm lợi trên 200 tỷ đồng. Đã có 15 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp bằng lao động sáng tạo. Đối với cao su Đà Nẵng xác định là cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật là một cái nhiệm vụ trọng tâm để tất cả các cán bộ nhân viên cũng như người lao động ai cũng có thể tham gia cái phong trào này, vì đây là một cái yếu tố mà nó giúp cho người lao động phát huy được cái sáng kiến, phát huy được cái ý tưởng của mình để phục vụ cho công tác sản xuất kinh doanh. Chỉ cần ý tưởng là công ty sẵn sàng hỗ trợ để cho thực hiện cái ý tưởng đó trở thành một cái sáng kiến áp dụng vô cái quá trình sản xuất. Và đã có sáng kiến thì công ty sẵn sàng hỗ trợ tất cả các điều kiện, từ cái việc mà trang bị điều kiện làm việc, hỗ trợ về kinh phí cũng như là tạo điều kiện cho cái việc tổ chức cái sáng kiến đó thành công và mang lại kết quả. Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng cho biết trong 5 năm qua, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến của Liên đoàn Lao động Đà Nẵng đã có hơn 15.000 đề tài, giải pháp, sáng kiến với giá trị làm lợi hơn 56 tỷ đồng. Trong đó, đóng vai trò nòng cốt vẫn là sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong 5 năm qua, thì đối với công đoàn khu công nghiệp đã tổ chức 5 cái cuộc tuyên dương, trong đó là có gần 10.000 sáng kiến của công nhân lao động làm lợi trên 10 tỷ đồng. Hơn 10 tỷ đồng cho các cái doanh nghiệp nổi bật như các cái đơn vị như là công đoàn của công ty Foster, công ty Daiwa, rồi công ty Việt Hoa, công ty Á Châu. Đó là những cái đơn vị làm rất là tốt với phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo. Cũng theo Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng, xác định lao động giỏi, lao động sáng tạo là phong trào thi đua trọng tâm xuyên suốt trong hoạt động của tổ chức công đoàn. Thời gian tới, các cấp công đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể công nhân, viên chức lao động, động viên người lao động tích cực tham gia vào các hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đưa các ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo điều kiện cho công nhân viên chức lao động thi đua học tập, nâng cao trình độ để xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.